Xin chào, Phương Hà đã quay trở lại rồi đây. Hello mọi người. Thời gian vừa rồi thì là một quãng thời gian khá là biến động với cuộc sống của Hà. Tuy nhiên trên hết thì bạn Hà vẫn đang ở đây với mọi người. Và ngày hôm nay thì Hà và team đã quyết tâm thực hiện video này sau khá là nhiều lần lỡ hẹn và sau rất nhiều thời gian chuẩn bị. Thì đó chính là video 8 mẹo mặc đẹp cho các bạn mũm mĩm và những bạn có vòng eo hơi to một chút. Hà tin rằng đây sẽ là những cái mẹo rất là hiệu quả và cực kỳ dễ áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mọi người để mọi người mặc đẹp hơn, phù hợp với cơ thể hơn, phù hợp với dáng người hơn. Bây giờ thì chúng mình không chần chừ gì nữa, cùng bắt đầu thôi. Mẹo đầu tiên Hà muốn chia sẻ với mọi người đó chính là liên quan đến những chiếc cổ áo. Góc nhọn của cổ chữ V tạo hiệu ứng thị giác hiệu quả, gương mặt của chúng mình cũng vì thế mà thon gọn hơn. Và cũng chính vì thế các cô gái hơi mũm mĩm sở hữu bờ vai rộng nên tích cực mặc áo cổ chữ V hoặc những kiểu áo cổ hở nhiều một chút. Hạn chế mặc những chiếc áo kín cổng cao tường như cổ thuyền là một cổ cực kỳ nên tránh. Nó sẽ khiến bạn nhìn tròn hơn, nần nẫn hơn. Không biết là dùng từ này có đúng không nữa, cơ mà tóm lại là nhìn bạn sẽ ngột ngạt hơn và từ đó sẽ làm mọi người để ý đến những khuyết điểm mà bạn đang muốn giấu đi. Đây, Hà sẽ để hai màn hình cho mọi người so sánh nhé. Khi mặc áo của chữ V nhìn mình thanh thoát hơn hẳn này. Và mẹo thứ hai đó chính là trang phục màu đen. Muôn năm. Đương nhiên phải nhắc đến trang phục đen rồi. Có màu gì giấu mỡ tốt hơn màu đen cơ chứ? Màu đen làm chúng mình nhìn gọn hơn và trang phục all black thì chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo cho các cô nàng đang muốn giấu đi lớp mỡ thừa dưới bụng rồi. Việc mặc đồ đen khiến các cô gái trở nên tự tin, thời thượng và sành điệu hơn. Cùng một chiếc váy đôi bốt nhưng khi mặc cả cây đen thì mọi người nhìn Hà gọn hơn hẳn. Thay sang chiếc áo trắng thôi là nhìn đã khác rồi. Chiếc áo cao cổ làm Hà nhìn hơi bí và nặng nề, nhìn mình cũng bớt gọn và phần nào đó mũm mĩm hơn. Thứ ba khiến vòng eo của bạn có thể trở nên thon gọn hơn đó chính là làm thế nào để đánh đổi thị giác, kéo thắt lưng lên ngang eo thay vì là ở dưới bụng. Đây, Hà sẽ cho mọi người xem ví dụ cụ thể nha. Với chiếc váy này khi Hà dùng thắt lưng để ở bụng dưới thì nhìn Hà cũng được. Hơi sai một tí nhưng mà Hà thấy đây cũng là một cách rất nhiều người áp dụng, đặc biệt là với những bạn có vòng eo chưa được thon gọn. Việc dùng thắt lưng để tạo điểm nhấn cho vòng hai làm cơ thể trở nên có đường cong hơn là một cách cực kỳ hiệu quả với những bạn mũm mĩm. Tuy nhiên, đeo thắt lưng thế nào cho đúng cách thì có lẽ nhiều bạn vẫn chưa áp dụng đúng. Thay vì đeo thắt lưng dưới bụng thì chúng mình nên thắt lưng cao lên, sát chân ngực và điều này sẽ làm chân của chúng ta nhìn dài hơn, đánh lừa thị giác, từ đó làm mình nhìn cao hơn, gầy hơn, thon gọn hơn. Mọi người có thể nhìn hình là thấy luôn này. Mẹo thứ tư đó chính là không nên đi những đôi giày bệt có quai thắt cổ chân. Yep, những đôi giày bệt cực kỳ tiện nhưng nó không phải lựa chọn hoàn hảo cho các cô nàng mũm mĩm đâu. Nó sẽ vô hình khiến chúng mình nhìn thấp, không kéo dài được chiều dài chân, nhìn sẽ tròn rất tròn luôn. Đặc biệt là với những đôi giày mũi tròn và đế thuyền. Thay vào đó chúng mình nên đi những đôi giày cao hơn một chút, đế nhọn và mũi nhọn như thế này. Giày mũi nhọn sẽ khiến tỷ lệ chân dài ra, nhìn cân đối và thon gọn hơn, từ đó tôn dáng và làm chúng mình như gầy hơn. Và nếu chúng mình hem có một đôi chân dài đẹp thì cũng hãy tránh xa những đôi giày buộc dây lăng nhăng cầu kỳ, tuy rất xinh nhưng sẽ khiến chân của chúng mình bị chia ra thành các phần, kém thon gọn và tố cáo tỷ lệ cơ thể người chưa phù hợp đó nha. Nên là say no no. Thứ năm, che bụng béo và không mặc đồ hở tay. Cái này thì không chỉ áp dụng cho các cô nàng mũm mĩm mà với những bạn nào có vai thô, tay to to như Hà thì chúng mình nên áp dụng triệt để. Hãy nói không với áo hai dây, lộ hết phần bắp tay, vai to, các khuyết điểm mình đang muốn giấu, cũng say no với kiểu áo độn vai ngang như vậy, chỉ khiến body của chúng mình nhìn giống cục gạch hơn thôi. Thay vào đó thì hãy lựa chọn những chiếc áo kín, che tay, có tay như chiếc áo này của Hà chẳng hạn. Hở cổ để nhìn không ngột ngạt, che vai, che tay, che khuyết điểm. Cái này thì mỗi người cần hiểu rõ về cơ thể của mình, từ đó lựa chọn những trang phục phù hợp. Một kiểu áo nữa mà Hà nghĩ rằng cũng rất phù hợp với các cô nàng mũm mĩm đó chính là kiểu áo peplum. Kiểu áo thắt ở chân ngực và xòe ra dưới bụng có tác dụng che bụng rất tốt. Có một chút tay và màu đen nữa thì lại càng tuyệt vời. Không tin thì mọi người cứ thử mà xem nha. Thứ 6, tạm biệt đồ quá rộng nhé.
Đây, khi nhìn Hà trong chiếc váy này là mọi người sẽ hiểu tại sao đây lại là một kiểu trang phục mà các cô nàng mũm mĩm nên tránh. Nhìn mình không có một đường cong nào cả và cũng hem được cao ráo gọn gàng. Đây chính là điển hình cho việc không nên mặc đồ rộng thùng thình. Người đã không được nhỏ thì Hà thực sự tin rằng việc chúng ta nên làm là tránh xa các kiểu đồ rộng nuốt dáng ra nhé. Nó sẽ khiến mình lộn thuộm và bớt phần xinh đẹp đấy. Thứ 7, phối trang phục với áo khoác. Ui, phải mặc ngay áo khoác vào thôi. Yep, áo khoác chính là bạn thân của các cô nàng mũm mĩm. Với cách này thì chúng mình tha hồ mặc các kiểu áo hơi hở một tí ở bên trong, như chiếc áo hai dây này của Hà chẳng hạn. Sau đó thì cứ mặc áo khoác vào, vậy là kín kín hở hở, cực kỳ xinh xắn mà không sợ bị nuốt dáng hay là không phù hợp nha. Thứ 8, hãy chọn một chiếc túi xách lớn. Và mẹo cuối cùng đây rồi, yep. Vì chúng mình đã hơi mũm mĩm nên hãy lựa chọn những chiếc túi cân xứng với dáng người, tránh xa các kiểu túi bé, quá bé. Mà thay vào đó ưu tiên những chiếc túi tầm trung, to to vừa người một chút sẽ làm tỷ lệ cơ thể phù hợp hơn. Vậy là vừa rồi Hà đã chia sẻ với mọi người 8 mẹo mà Hà nghĩ rằng sẽ cực kỳ giúp ích với những cô nàng mũm mĩm một chút. Hy vọng rằng những mẹo này sẽ thực sự có ích với mọi người nhé. Chia sẻ với mọi người một chút thì cá nhân Hà cũng từng là một cô gái rất là béo và Hà cũng rất là hiểu cảm giác mà mình không hài lòng với cơ thể mình như thế nào, sẽ khó chịu, phiền phức và thậm chí là còn đau lòng nữa. Và hy vọng rằng những mẹo ngày hôm nay mà Hà chia sẻ có thể giúp mọi người cảm thấy một chút nào đấy tự tin hơn, xinh đẹp hơn với chính mình. Cho dù là bạn có hơi tròn một chút, bụng có hơi nhiều mỡ một chút nhưng mà không sao cả. Nếu mà chúng mình chưa hài lòng thì hãy cố gắng giảm hoặc tăng cân, nhưng mà trên hơn hết không bao giờ được quên là hãy luôn yêu thương cơ thể của chính mình, hãy luôn yêu thương bản thân mình và yêu cả những điều chưa hoàn hảo nữa, bởi vì nó cũng là một phần của bạn và biết đâu đấy một ngày nào đấy các bạn sẽ lại nhớ nó thì sao. Cũng như Hà đôi lúc cũng khá là nhớ cái cảm giác hồi mình béo á. Chúc các bạn sẽ luôn vui, sẽ luôn tự tin, luôn xinh đẹp và quan trọng hơn hết là hãy luôn yêu thương bản thân mình, các cô gái fatty của Hà nha. Yêu thương mọi người rất nhiều. Nếu mà mọi người thích video này thì đừng quên like, share và subscribe channel của Hà để có thể tiếp tục đón xem những video thú vị tiếp theo. Hà xin hứa sẽ luôn cố gắng thật nhiều để có thể làm video hay hơn, đẹp hơn, chất lượng hơn, thú vị hơn để gửi đến mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cố lên các cô gái của tôi.